cái chuyện ấy quá không kỳ. Không. Mính ơi. Nói cái gì mà khó chịu quá trưởng luôn á. Nữa. Chị có thể nhiều chuyện được như vậy luôn á. Nó khó chịu đúng không? Nó nói to mà chị không hiểu, cũng bực hơn ấy. Đuổi em tao ra ngoài đi. Chị có nghe cái vụ việc mà con cái shop ở ngoài Thanh Hóa không? Thì hôm qua lướt thấy. Nói chung là con đấy nó tự đạp đổ chén cơm của nó thôi nhé. Như khách chứ. Nó lên nó đánh giá một sao. Làm sức khác không chứ sao? Làm gì nữa, ai mua được mà làm.
Công an vô cuộc rồi, nó đưa hết đồ về rồi. Nó đưa cả xe tải đồ về luôn mà. Chắc nó cũng đốt à. Ý là công an nó đốt ấy. Chắc cũng hàng kiểu hàng Quảng Châu á, mà nó không có giấy tờ gì đấy, bọn nó thì làm gì đóng thuế, thế là đi luôn, đụng mua mạng xã hội chết thôi chứ sống gì nổi. Hết rồi. Ê hay mà mặt thì đầy mụn mà mũi không có mụn luôn á. Còn bà kia thì mặt thì không có mụn mà mũi thì đầy mụn. Da chị vậy là quá đẹp rồi còn đòi cái gì nữa. Nó chậm dí rồi mà đẹp đẹp như ngoài vậy. Chậm dí á. Trong dịch nó kinh dị lắm á. Dạ. Dưỡng lại hay. Xong rồi em bỏ hết tất cả những cái là em bôi lên mặt đi em chị. Rửa mặt mới lại dưỡng lợn thôi á. Ừ. Chắc bà lại đi thử cái gì gì. Đúng không? Cười là biết. Hiểu chị quá. Dầu gội đầu mà bà còn thay hàng ngày mà. Không bữa cái tội thích mùi thơm mặt đầy mụn này. Trời, sao như phẩm bà thích hương liệu hả cô hai? Mì phẩm hương liệu vậy thì cứ ứng. Em gọi cái của The Body Shop á chị. Của tự nhiên luôn đó mà em lại mọc hết mụn rồi nên cũng chân tóc. Mọc chân tóc em lại nghi em bảo đổi dầu gội đi mà không chịu sao không? Hai ba lần sau mới đổi, cái gì đổi cái nó hết mụn luôn. Để lại cái hậu quả của nó. Cái gì kỳ thế? Đau à? Tạm biệt mọi người đi kì. Bye bye vậy đi kì.